Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 69, sau khi Diệp Phàm được trưởng thôn nói cho biết toàn bộ bí mật về Tử Sơn, anh ấy còn được ông giao cho pháp bảo trừ tà. Thời gian qua đi, không lâu sau, Diệp Phàm và hai tên tấu hề đã cùng nhau tìm đường đi vào bên trong khu mỏ ở Tử Sơn. Vừa đi, hai tên tấu hề kia cũng vừa nói cho Diệp Phàm những gì mà mình biết. Nghe xong, Diệp Phàm ánh mắt cũng trở nên nghi hoặc. Đảo mắt nhìn quanh, anh ấy rốt cuộc cũng thấy được một cái thùng nhỏ. Rất nhanh, cả ba đã lên đó dựa theo đường ray mà đi. Thế nhưng, ngay khi ba người vừa mới đi thì phía sau lại xuất hiện một đám sinh vật truy đuổi. Nhìn thấy nó, hai tên tấu hề kia mặt liền tái mét. Còn Diệp Phàm thấy hai tên kia như vậy, anh ấy cũng liền phóng người lên. Ngay sau đó cốt thư phát sáng, nó liền lao ra cùng đám sinh vật kia giao chiến. Sau đó, Diệp Phàm xoay người ở giữa không trung, anh ấy không ngừng lao tới đám sinh vật kia và đánh về phía bọn nó. Cứ thế, cảnh tượng vật lộn giữa Diệp Phàm cùng đám sinh vật có cánh kia diễn ra vô cùng quyết liệt. Có thể nói, Diệp Phàm bây giờ đã rất mạnh. Trong tay anh ấy, từng quyền không ngừng nện mạnh xuống đầu đám sinh vật kia kết thúc từng con một, nguy hiểm ngày càng giảm bớt. Thế nhưng, trong lúc Diệp Phàm vật lộn, hai con báo kia cũng tranh thủ báo Diệp Phàm một tí, làm cuộc chiến ngày càng gay cấn, chiếc xe chở hai tên đó lại được đưa về đường ray. Tuy vậy, chiếc xe kia vẫn không chịu đi đúng đường. Cũng bởi thế, phải nhờ Diệp Phàm giúp đỡ hết mình, chiếc xe kia mới đi vào được sâu bên trong hang động. Còn Diệp Phàm, anh ấy vẫn đang phải chiến đấu. Lúc này, sau một hồi vật lộn, tên mập đột nhiên cầm con dao trừ tà rồi chém một cái về phía trước. Nhất thời, con dao đột nhiên sáng lên rồi phóng ra một đạo công kích. Cứ thế, đất đá phía trước vỡ nát, còn đạo công kích, nó trở thành màn chắn đưa hai con báo kia đi đúng đường vào đến nơi sâu nhất. Khi chiếc xe dừng lại, Diệp Phàm cùng hai con báo thấy trước mắt mình xuất hiện rất nhiều nguyên. Tới đây, bọn họ vỡ òa trong sung sướng. Ngay lập tức, hai con báo liền treo lên đống nguyên và gào rú. Thế nhưng, đang trong lúc hai tên đó còn đang hò hét thì đột nhiên một trận rung động vang lên. Sau đó, tên mập trượt xuống khỏi đống nguyên và bị những sợi dây màu xanh cuốn lấy. Thấy thế, tên gầy cũng liền nắm lấy tay hắn và kéo lại. Thấy tình huống xấu, Diệp Phàm cũng lập tức dùng ra cốt thư chặt đứt từng sợi dây đang lao tới cứu nguy cho hai tên kia. Lúc này, Diệp Phàm lại một lần nữa phải đứng lên chiến đấu. Nhất thời, thân hình anh ấy lại một lần nữa phóng như bay. Cùng lúc đó, cốt thư cũng phát sáng không ngừng phá đi những sợi dây đang lao tới. Thế nhưng trong lúc bỏ chạy, Diệp Phàm lại gặp phải rắc rối. Cũng bởi vậy, anh ấy đã lạc với hai tên kia và vô tình rơi vào trong một cái hang động kỳ bí. Ở bên trong đó, Diệp Phàm thấy cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Chậm rãi bước đi, Diệp Phàm cẩn thận quan sát nơi này một chút. Bất chợt, trong động xuất hiện một âm thanh trầm thấp vang lên quát. Nói cho ta, cảnh giới của ngươi. Nghe vậy, Diệp Phàm sợ hãi, ánh mắt không ngừng nhìn ra xung quanh rồi đáp. Là kẻ nào ở đây? Rất nhanh, thanh âm giả nua kia đã vang lên nói. Ta là thần vương, Khương Thái Hư, ngươi tới đây. Nghe thế, Diệp Phàm đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy trước mắt anh ấy xuất hiện một bức tượng khổng lồ, rất giống gương mặt của Giao Trì Thánh Nữ. Thế vậy, Diệp Phàm cũng liền nhìn về nơi đó thì thấy ở phía dưới bức tượng là một cánh cửa đang tỏa sáng nhấp nháy. Rất nhanh, anh ấy cũng liền phóng người tới đó và xem thử. Sau đó, đứng trước cửa động, Diệp Phàm chắp tay lẩm bẩm điều gì đó. Bất ngờ, cửa động đột nhiên ánh sáng lại tắt đi, chỉ thấy cánh cửa đá lặng yên, không phát ra ánh sáng nhấp nháy nữa. Có vẻ như vị thần vương kia đã bị phong ấn trong phiến đá kia, ông chỉ có thể nói mà Diệp Phàm cũng chẳng cách nào nhìn thấy được. Trao đổi một chút, vị thần vương kia cũng liền nói sẽ chỉ dạy Diệp Phàm xem anh ấy có lĩnh ngộ được không. Nghe vậy, Diệp Phàm mừng rỡ. Một lát sau, đột nhiên trong mảnh nham thạch xuất hiện một thân ảnh khô gầy. Sau đó, thân ảnh kia bắt đầu huyễn hóa ra từng chiêu thức kỳ lạ. Thế, Diệp Phàm lui về sau vài chục trượng, tay cầm hạt bồ đề, yên lặng lĩnh hội tư thế kỳ quái ban nãy rồi bắt đầu tìm hiểu và tu hành. Sau một hồi, Diệp Phàm thất kinh, tuy phương pháp tu luyện rất cổ quái nhưng uy lực lại rất đáng sợ. Cứ thế, Diệp Phàm lĩnh ngộ. Không lâu sau, anh ấy cảm giác được cửu bí mà mình đoạt được ở Chuyết Phong bây giờ cũng đã ngộ ra thêm một chút. Không lâu sau, thanh âm già nua kia vang lên nói, người đã hiểu hay chưa? Nghe vậy, Diệp Phàm đáp, ta đã luyện thành thức mở đầu rồi. Nghe thế, thanh âm kia chỉ vang lên nói, người quá yếu. Dứt lời, tảng đá lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Đến đây thì hết tập 70 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.